Phúc có lượt view khủng nhất trên YouTube. Đứng ở vị trí thứ 10 là ca khúc Lean On của Major Lazer và DJ Snake. Ca khúc được phát hành ngày 22 tháng 3 2015. Đến nay ca khúc đạt 2.213.140.529 lượt xem. Đứng ở vị trí thứ 9 là ca khúc Do của Katy Perry. Ca khúc được phát hành ngày 5 tháng 9 năm 2013. Đến nay ca khúc đạt 2.334.909.664 lượt xem với 7.208.055 lượt like. Ở vị trí thứ 8 là ca khúc Sugar của Maroon 5. Ca khúc được phát hành ngày 10 tháng 1 năm 2015. Đến nay ca khúc đạt 2.396.660.595 lượt xem. Ở vị trí thứ 7 là ca khúc Bill An Do của NDK Lazy. Bài hát được phát hành ngày 11 tháng 4 năm 2014. Hiện tại ca khúc đạt 2.417.921.128 lượt xem. Ở vị trí thứ 6 là ca khúc Take It Off của cô nàng xinh đẹp Taylor Swift. Ca khúc được phát hành ngày 18 tháng 8 năm 2014. Hiện tại ca khúc đạt 2.430.884.215 lượt xem. Ở vị trí thứ 5 là ca khúc Uptown Funk của Mark Ronson. Đến nay ca khúc đạt 2.755.165.028 lượt xem với hơn 9.639.209 lượt like. Đứng ở vị trí thứ 4 là ca khúc Sazi của A Chàng Điển Trai Justin Bieber. Ca khúc đạt 2.820.608.262 lượt xem. Đứng ở top 3 là ca khúc Gangnam Style của rapper người Hàn Park Jae-sung. Hiện ngày Gangnam trở thành một cơn sốt trong cộng đồng cư dân Hàn Quốc, lan rộng khắp châu Á, thậm chí là điên đảo cả châu Âu và Mỹ. Đến nay ca khúc đạt 2.989.780.341 lượt view. Ở vị trí quán quân là ca khúc See You Again, một bài hát của rapper người Mỹ Wiz Khalifa với ca sĩ người Mỹ Charlie Puth. Bài hát được hát trong bộ phim hành động để tưởng nhớ diễn viên John Walker đã qua đời trong một vụ tai nạn. Ở vị trí dẫn đầu là ca khúc Despacito. Ca khúc được phát hành ngày 12 tháng 1 năm 2017. Ngày 13 tháng 10 năm 2017, Despacito cũng là MV đầu tiên đạt được 4 tỷ lượt xem trên YouTube chỉ sau 9 tháng ra mắt.